Vâng, mến chào tất cả quý bà con đã quay trở lại video. Có thể là bà con thấy đây là anh Bảy, khỏe anh Bảy? Sức khỏe. Bữa nào nhậu nha. Bữa nay tại vì hình như Phan từ từ tắt cái micro kia chưa mở. Có rồi anh. Ok. Thì cũng xuống thăm anh Bảy, chúc anh Bảy sức khỏe. Thứ hai là thăm vườn anh Bảy, anh Bảy chia sẻ bí quyết chút xíu là chăm sóc rồi em đo cái độ pH vườn. Tí nữa mình sẽ đọc số liệu nha bà con, đo độ pH bà con cắm sâu. Anh Bảy ơi, thấy có kiến lên anh Bảy ơi. Mà cây này là mình trồng 7 tháng phải không? 7 tháng. Hồi xưa là trồng, bây giờ mọi người thấy là anh Bảy là anh đang đa canh, nói chung là kinh tế cũng đang yếu đạn phải không? Yếu đạn. Lấy ngắn nuôi dài. Với cái tốc độ phát triển này, cái vườn này anh Bảy là từ cây mít ruột đỏ này tới cây kia là bao nhiêu mét vậy? 7 mét. Là hai cây mít ruột đỏ là cách nhau 7 mét, chính giữa cây sầu riêng. Này anh chơi là có nghĩa là như cái công thức mình nói là như là hợp lý. Hồi xưa là tính làm mấy cái mùa để chi, để giữ đất là để đắp vô hả? Đúng rồi hả? Để sau này mình vô mô. Đây là hồi bữa là cây giống là mua bên siêu thị cây giống, bên siêu thị cây giống Willow Farm chủ quanh đó phải không? Chủ quanh. Rồi bây giờ là quý bà con chúng ta không cần gì phải bàn hết, chúng ta nhìn thấy cái lá sầu riêng Musikin mà nó bự, nó to, nó đẹp cha ba á. Nó to rồi. To gần ngang lá sầu Thái mà. Rồi ngang lá sầu Thái luôn. Rồi từ hồi giờ là anh Bảy đi theo cái quy trình mà lúc mà đưa giống xuống rồi đi theo cái bộ mà humic Hoa Kỳ, trico humic với siêu dưỡng cây. Anh thấy như thế nào? 7 ngày mình tưới một lần. Dạ. Cứ 7 ngày tưới một lần. Dạ. Rất là đạt ha. Thấy cũng hài lòng ha. Rồi cũng chia sẻ với phát triển mạnh. Cái độ pH ở đây là 62. Độ pH 62. Em cắm một cái chỗ khác nữa nha. Hồi xưa là mình như mình trồng bắp là khoảng bao nhiêu lâu mình thu anh Bảy? Trồng bắp như bên này nè, 2 tháng, 2-3 tháng là mình thu. 60-60 mấy ngày thu. Đây gọi là mình đa canh lá ngắn nuôi dài. Trồng bắp nó có được kinh tế không? Được ha. Với cái mít ruột đỏ này là hôm bữa mình cũng trồng từ khoảng tới giờ là cùng trồng thời điểm với sầu riêng luôn. Cùng một lượt luôn. Qua năm là nếu mà qua tháng 2 thì nó khoảng 12 tháng. 12 tháng chơi trái luôn hả? Làm trái luôn. Tháng 8 chứ có thể tới tháng 8. Tới tháng 8 ha. Tháng 8. Năm giữ. Nhưng mà theo kinh nghiệm của anh thì như cái mít ruột đỏ này có hạ đọt không? Đây hay là mình đang trồng rộng là khỏi cần. Không cần. Trồng rộng. Bị mình rộng. Bà con chúng ta tiếp tục chúng ta đi quan sát. Cái clip này bao nhiêu mét hả? Cái clip này bao nhiêu mét? 6 mét. 6 mét ha. Mà được 6 mét này do là anh trồng những cây mít như là nó rộng tàn. Cây mít này nó nằm giữa giữa hai cây sầu riêng. Giữa hai cây sầu riêng đúng rồi. Có nghĩa là cây sầu riêng từ cây sầu riêng tới cây sầu riêng này là bao nhiêu mét? 7 mét. Nó nằm chính giữa. Này chính giữa. Đúng rồi, cứ chính giữa. Cũng ra dẫn là 7 mét hết. Nó xỉa tiền á. Xỉa tiền cũng ra dẫn là 7 mét, nó nằm cái giữa. Cái tâm thì nó chín tàn hơn. Đúng rồi. Đây bây giờ là đây bà con qua quay cho bà con coi cái số liệu này. Độ pH rất là tuyệt vời. Nghĩa là nó nằm ở ngưỡng 6. Mới nãy bên kia là đo 62, mà này là ngưỡng 6 là một cái độ pH là cũng rất là, phải nói là rất là lý tưởng. Khi mà chúng ta đo độ pH chúng ta nén xuống là chúng ta đo ngay cái tầng rễ. Còn sâu rầy thì quản lý sao anh Bảy? Mình cứ xịt thằng tầng nhé. Xịt tuần xịt luôn. Tuần nào cũng xịt. Tuần á, 10 bữa gì mình cảm thấy khi mà nó ra đọt non là mình xịt thôi. Dạ. Đọt già mình không nhất thiết xịt. Dạ. Như gì là không cần nhất thiết xịt. Như vậy đang cứ đứng cái đọt rồi, già cái đọt rồi. Khi nó ra cái đọt non này mình hay xịt sâu. Dạ. Cái xịt dưỡng. Dạ. Mình tứ silico humic gì vô cái lá nó bự. Lá nó bự. Đi siêu dưỡng cây nữa ha. Được. Thành 7. Tí nó rút ra độ pH. Để đo ở cái cây khác thì như thế nào. Cái này là gọi là đa canh nha quý vị bà con cô bác. Đây là một trong những cái mô hình là đa canh thì anh Bảy anh cũng chia sẻ rồi đó. Là nói chung là kinh tế nó cũng hơi yếu đạn chút xíu. Chúng ta kiểm tra cái đất. Hồi xưa để cỏ hay sao mà nó xốp dữ anh Bảy? Xốp. Đất xốp. Có để cỏ rồi cắt cỏ phải không? Ồ đất xốp này. Hình như là mình có đi thêm một cái tro nữa phải không? Cái tro nó khá là hay nha bà con. Cái tro nó khá là hay, đó là tro bếp, tro gì, nó tro gì? Tro trấu. Tro trấu không? Cái tro đấy nó khá là hay, có nghĩa là nó làm gì? Nó cung cấp được một cái hàm lượng đạm, nó cung cấp được một cái hàm lượng lăng và kali vừa đủ nha bà con, nhưng mà vừa đủ thôi. Chúng ta không lạm dụng nó nhiều. Thí dụ như một cái mô như vậy này, thông thường á theo theo em hay làm á là em làm khoảng 2 cái tô ăn cơm.
Đúng rồi, hai ba tô thôi, không hai ba tô thôi. Nhiều. Đúng rồi. Là lúc này là anh bảy rải luôn, phủ rải luôn phủ. Phủ. Ừ. Nó cung cấp cái này cũng cỡ 6 luôn, cái này 6. Nó cung cấp được cái hàm lượng đạm, lăn và kali vừa đủ. Cái mô nào xưa, cái mô này anh bảy làm là cao bao nhiêu anh bảy? Cao khoảng 6 tấc. Cao 6 tấc ha. Ừ. 6 tấc. Rồi bề rộng này em bề thấy rộng rộng khoảng mét mấy? Mét mấy? Mét 2. Mét 2. Ừ. Đây là một trong xuống là vừa. Có nghĩa là trong trong cái giai đoạn này, giai đoạn từ từ giờ là chưa tỉa anh bảy. Chưa. Cái này mấy cành nhỏ nhỏ này anh bảy. Đây này. Đây này. Ừ, mình chưa tỉa. Cái này bấm quay sát cho bà con coi nè. Này già bữa nữa anh bảy bấm bấm cắt, mấy cành cắt mấy cành đó cắt mấy cành này bỏ đi chưa thời gian cắt già bữa là bấm thì trong cái giai đoạn mà tính ra là 7 tháng chứ 7 tháng 7 tháng thì nếu đúng ra là thường thường thông thường người ta hay tỉa là lúc cái giai đoạn 8 tháng xong rồi tới 12 tháng 12 tháng xong rồi 16 tháng có nghĩa là 4 tháng. Ừ. Ừ. Đúng rồi mình cứ cộng 4 tháng như vậy đó. Thì hơn tháng xong rồi tỉa được rồi. Rồi em thấy cây này với tốc độ phát triển em thấy giờ tỉa cũng được rồi, có nghĩa là những cái cành nhỏ những cành tâm là chúng ta dứt. Mà cái tàn điều này không, hồi xưa ông lựa giống tàn điều không? Cái tàn điều thì mình không có quan trọng, mà khi mình trồng á, thời gian mình trồng á, tỉ như mình gãi khoan hết một lượt, dạ, 7 bữa sau mình chừa lại ít, 7 bữa sau thằng nào nhỏ cái mình phụ thêm ngay nhỏ đó thôi, ngay nhỏ đó thôi, nên ra nó cục, nên ra cùng đồng lúc với nhau, nó cùng. Và cái mít ruột đỏ là sao anh, xưa anh bảy trồng là có đầu ra, là anh bảy biết không có đầu ra mình trồng sao, xưa ông trồng mít thái có đầu ra, có đầu ra sẵn, có đầu ra ở nhà làm lái phải không? Đó là chia sẻ với bà con cô bác một chút xíu để đàm đạo một chút. Cái cây này nó hơi yếu hơn mấy anh kia ha, cái này chăm sóc đặc biệt nó một chút, nhưng mà so với tầm vậy là được rồi, cho mấy vườn khác là vườn bên kia là vườn này ok. Cái này là mình khen thực tình nha quý vị bà con cô bác. Mà cái khoảng cách trồng như thế này, đây là cái mô hình mà sẵn ở đây em nói luôn nè, rất là nhiều anh em coi trên TikTok, coi YouTube hỏi này là trồng mít ruột đỏ xen với thằng sầu riêng. Thì ở đây cái mô hình của anh bảy á là anh trồng á là từ cây sầu riêng này tới cây sầu riêng kia là cây cách cây là 7 mét, và anh xen là bốn bên là bốn cây mít ruột đỏ đó, bốn bên mít ruột đỏ sơ vàng, và cây mít ruột đỏ sơ vàng á là với cây cách cây luôn cũng 7 mét luôn, cũng là dẫn 7 mét, cây bằng 7 mét. Thì từ ở cái khoảng cách mà em đo, em thấy một cái dấu chia này là nó cũng khoảng cỡ 3 mét rưỡi đó, bà con có thể nhìn thấy là khoảng 3 mét rưỡi là chúng ta hợp lý ha. Như thế này là bà con có thể hình dung hoặc là một cái mô hình. Ngoài ra là xưa chỗ này cũng trồng bắp, cái trồng bắp mà khi mình cắt xuống thì mình tạo thành phân luôn cho cây luôn, ốm vô gốc luôn. Ờ, có phân chất dinh dưỡng nhiều. Đó, nói ông thì gần như là chúng ta thấy một cái sự hiệu quả mà trong thực sự là ngay tới bây giờ là thấy hiệu quả đó, thấy hiệu quả. Thì nó nọ ngay trái bắp mình bán trái cũng 5.000, bán cái 5.000. Ờ, bán ở đâu bán được 5.000? Nấu đem ra chợ bán nè. À, nấu rồi chợ, ai chợ đây bán? Bà xã. À, không thoát được cái nào luôn không? Rồi bây giờ cắt cỏ này giờ có trồng lại bắp nữa không? Chuẩn bị tỉa Tết. Lúc anh trỉa xong rồi đến cái thời điểm anh thu hoạch là 2 tháng không? 2 tháng 5 ngày. Ừ. Như vậy nó cũng rất là nhanh, dòng đời rất là nhanh. Ừ. Ồ, có lý đó bà con. Mà bắp đây kêu bắp gì anh? Bắp mà bây giờ đó. Bắp 247 gì đó. 247 ha. Ừ. Ờ, ok, một cái video nhỏ nhỏ chia sẻ với bà con thì hôm nay cũng tới vườn kiểm tra độ pH, kiểm tra bộ rễ. Cái cây như thế này nè, như anh Bảy anh chia sẻ này. Như cái cây này đó là đọt non nó cũng còn nè anh Bảy. Lúc này cái cây này là bây giờ cũng phải xịt rầy ha. Mới xịt rồi phải không? Nhưng mà giờ thông thường như ở trong vườn của chúng ta mà có cây nó không đều, có nghĩa là cây đang đi đọt, có những cái cây kia có cây vừa rồi mình quay nó không ngừng đi đọt, mình có phun luôn không? Phun luôn ha. Cũng cùng lúc. Ừ. Ok. Mà điều của anh ra là ra một lượt hết á. À, nó ra một lượt chứ không có thằng nào trước sau. Bên nó kia dạ, nó kia trên lên khoảng 5-7 ngày thôi. Đúng rồi. Ừ. Ông Bảy làm cái mô hình này bà con, với một cái diện tích nhỏ nhưng mà Bảy có thể xây tua được với cái lái ngắn nuôi dài. Bắp thì một mùa vừa rồi bán nó tính chi phí hết rồi mình có lời khoảng được nhiều. Lời nhiều. Lời nhiều. Bắp thì lời nhiều. Lời nhiều nói luôn nghe bao nhiêu. Nhiều. Cười. Ờ rồi. Ờ. Thì một bịch hột gì nè, nó nửa ký lô. Nửa ký lô 140.000 mình bán cũng khoảng 2 triệu ngoài. À. Rồi chi phí đâu đó chừng 500-700 ngàn. Chi phí 500-700 ngàn. Ừ. Rồi là một ký đó, một bịch hột là bao nhiêu tiền quên rồi? 140 với chi phí là 500 ngàn đi. Ừ, à, 500 ngàn là 600-700 đi. Ừ. 700 mà ở đây anh rải mấy bịch?
một bờ là một bịch á. Một bờ một bịch. Ở đây là ba bờ hả? Bốn bờ. Bốn bờ. Bốn bờ một bịch. Bốn bịch cũng được à. Hai tháng kiếm cũng được nha. Khá khá đó. Ừ. 7-8 thì 7-8 triệu được. 7-8 triệu ở đâu? Ok, 7-8 triệu là hai tháng là cũng được. Có nghĩa là mua phân, mua thuốc rồi vô mít vô sầu riêng. Vậy là nếu như mình chúng ta nhân rộng một cái mô hình như thế này là chúng ta làm, nếu mà có đất nữa làm ngon ha. Giờ ai bán đất ruộng cũng mua. Không, đẩy ruộng nguyên đất là từ đây tới kia luôn. Của ông Út, của ông Út. Của ông Út ha. Mà vừa rồi Út nó trúng phải không? Trời, nó trúng trường học á. Trúng cái trường học này, quý vị anh chị các bạn nhiều khi đó. Vậy là giờ Út không có lên bờ nữa mà cứ trồng lúa thôi. Ừ. Trúng mà trúng được nhiều. Nó chuẩn bị nó lên bờ qua tháng 2, qua mần lúa này rồi lên bờ đó. Trúng chắc cũng triệu mấy, ổn tỷ mấy. Tỷ mấy ha. Tỷ rử là trúng được bao nhiêu đất mà hai công mình 2006. Hồi xưa cái vườn nó có trồng gì không? Lúa gì nè, lúa vậy mà đầu tư nó đền ghê vậy. Ừ, là hai công, cho nó hai công đi thì hai công mình đó, hai công mình đi là có 2500 mét, 2006 mét mới diện tỷ rử chứ không đậu. Trên tỷ rử nó gần tỷ sáu ra quân. Ờ, nguyên đất bên kia nó trúng cá gần tỷ sáu. Ồ, vậy cũng được á. Ừ. Ok thôi, bye bye bà con nha, bye bye.